Tiếp theo là đến cái thêm mới. Thêm mới đây thì trước hết á, thêm mới muốn lấy dữ liệu của Angular thì chúng ta phải làm thế nào các em? Chúng ta có cái gì nhỉ? Ng gì mà lấy dữ liệu nhỉ? Trên form ấy nhỉ? Quên hết rồi à? Chết thật. Ng gì? Đúng rồi, ng model, chính xác, ng model. Rồi. Bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta không dùng cái name này làm gì hết á. Cái name này dùng là cùng lắm là để validate dữ liệu thôi đúng không? Các em xem lại cái phần validate form Angular á. Ok chưa? Thì ở đây thầy không có validate ở đây cho rắc rối ra. Thầy sẽ làm cái ng model này bằng thầy gọi là bằng cat đi, chấm name luôn đó, cat chấm name. Rồi cái tiền tố là add cat em nhé. Rồi ng model là cat chấm parent này, cat chấm parent. Cái cat là cái biến chính và những cái này là thuộc tính của cái biến cat này. Rồi ng model là cat chấm ordering này. Rồi đây là cat.status này. Xong rồi. Đấy. Bắt sự kiện cho cái nút lưu lại này bằng cách là ng click bằng add cat. Đó. Nó là hàm các em, add cat. Chỗ này mình thay thành cái nút là gì ạ? Button đi để nó khỏi reload ra. Rồi. Như vậy có cái hàm này chúng ta cần phải khai báo các em này. Xong. Sang bên Angular chúng ta làm tiếp. Đây. Chúng ta sẽ scope, bắt đầu thông qua scope chấm add bằng function. Rồi. Control log để chúng ta thấy dữ liệu đã. Control log cái scope chấm get. Scope chấm get đâu ra các em biết không? Biết ở đâu ra không? Là do bên cái form này mình đã đặt cái tiền tố của biến là gì ạ? Model. Của ng model này là cat đây này. Chưa? Thì trong đó có tất cả thuộc tính name, rồi là parent, rồi là ordering, status, có hết các em. Rồi, chúng ta sẽ reload và xem kết quả của cái chỗ này đã. Bây giờ thầy sẽ nhập tùm lum ở đây đã này. Thứ tự theo là số các em. Ẩn hiện rồi. Các em thấy dữ liệu nó vào đây cho object đi chưa? Mình nhập cái gì nó vào đây này được chưa? Ok. Chúng ta sẽ gửi cái này qua cái bên kia, gửi bằng post như vừa rồi đó. Rồi. Chúng ta sẽ dùng HTTP post các em. HTTP post nha. Rồi. HTTP post này. .post. Cái này giống như form gửi phương thức post đó các bạn. Hiểu không? Form mình gửi phương thức post như thế nào thằng nó gửi như thế. Đầu tiên là URL cần gửi này. Vậy thì mình thầy cũng sẽ tạo ra một cái file là category add đây. Trong đây thầy sẽ echo json encode cái $ post cho các em thấy. Thầy comment tạm thử comment thử cái đống này lại đi đã. Rồi. Bỏ cái này đi đã. Echo json encode đó là post này. Vì mình gửi với post nên bên này nó lấy post bình thường em nhé. Lấy xong post rồi mình lại gì đưa dữ liệu vào trong database như bình thường thôi. Đúng không? Rồi json encode. Rồi, cái trang này là trang category add em này. Vậy thì bên này thầy sẽ post cái đuôi URL này. Less URL này. Less URL. Đây là add em. Nó không cần cái ID sau làm gì hết á, vì nó là post rồi. Rồi. Đây là URL add. Post URL add rồi. Nó cũng có gen các bạn nhé, gen như thường thôi. Function. Cái gen này nó chuyên như hứng dữ liệu về. Thầy control log data. Read.data. Như vậy chúng ta sẽ gửi với post, bên kia nó là post. Nhập ABC chọn số thứ tự 1. Các bạn thấy này, array này nó đang rỗng đúng không? Đang rỗng. Bởi vì sao? Chúng ta cần một cái biến nữa các em.
đây mấy cái URL thôi, nhưng mà data lấy đâu ạ? Các em biết không? Data là từ cái biến này này, phẩy cái scope chấm gì ạ? Kép đây các em này, scope chấm kép này. Được chưa? Mình gửi cái đống này sang thôi. Rồi, lại này. 1 2 3 A B C D rồi. Chọn 1 này. 1 này. Các em thấy chưa ở đó? Bên post nó chặn được rồi đó. Thấy chưa? À này. Bên chỗ Dollar Post đây nha. Nhận đây là game này. Name ordering pattern đây này. À vậy thì hôm trước mình học thêm mới như thế nào thì bây giờ mình phải viết đúng như vậy thôi chứ có cái gì đâu. Nha. Đó, thì bây giờ mình cũng làm như vậy đó, mình cũng làm là if not empty dollar post của name vân vân đó. Bây giờ chúng ta làm này. If not empty dollar post của name. Rồi cũng khai báo này, dollar name này bằng dollar post name này. Rồi gì đó nữa, bốn biến liền cơ. Ordering này. Rồi parent này. Rồi cuối cùng status này. Như nhau thôi, chỗ này khai báo truy vấn này nhá. SQL insert into category insert kìa. Rồi name order bring parent id status rồi value này đúng như vậy luôn, không sai nha, đi đúc luôn nhé, không sai đâu. Nói chung bên PHP xử lý thì không khác. Chỉ có điều cách gửi dữ liệu là mình gửi ở dưới query thôi. Rồi, chỗ này mình cũng truy vấn đúng không ạ? Mình cũng truy vấn induct chỗ này luôn nhé, induct chỗ này. Induct chỗ này luôn, chúng ta copy thôi. Nhưng mà chỗ này mình sẽ đưa cái SQL vô chứ không phải là cái này nữa. Rồi đây. Ok rồi. Thông báo đây là thông báo là thêm mới danh mục thành công. Thêm mới danh mục không thành công. Rồi. Ok chưa? Nha. Các em thấy chỗ này có khác gì PHP thuần không? Chẳng khác nha. Chỉ có điều dữ liệu trả về phải là JSON để mình diện mình còn đưa sang bên kia mình kiểm tra. Rồi. Như vậy bên đây chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ control log cái red ra. Đâu rồi nhỉ? Add này. Ở đây chứ, quên nhầm. Scope cat đấy chứ. Đây. Rồi. Sau khi mà thêm được các em. Đây là cái thư mục add này, đây là cái file URL này, bên này là cái data này các em này. Thầy control log lại xem nó ra được chứ không lại không vào được. Thầy test lại lúc đó thầy nhầm ở đây này. Echo JSON encode dollar post ở đây. Test lại phát nữa, die luôn. Thầy die để khỏi phải chạy phía dưới đấy nhé. Test lại nữa nào. À đây nhận được rồi đấy, ok nhận được rồi, vẫn nhận được như thường. Okay. Rồi. Vậy thì nhận được rồi đã, không cần nữa. Rồi, sau khi mà xong á, mình chỉ cần gọi lại các em. Gọi lại cái này này, cái hàm này các em này. Đây, mình cũng scope.message gì đó. Yeah. Đó, scope.message. Nhìn như vậy luôn, induct như cái này luôn này, tự nó lên thôi. Và chúng ta có một cái này cho nó bằng rỗng này. Chúng ta nhớ cho nó bằng rỗng đi nhé. Luôn. Cho bằng nung đi để cho khỏi lọc dữ liệu. Rồi, bắt đầu. Đây có man, woman rồi, kid này. Danh mục cha này. Thứ tự là ba này. Hiển thị này. Đâu rồi? Có vấn đề gì rồi?
Nó báo là keep ta. Mà thứ tự này chưa vào các em, bình tĩnh, chưa vào. Ở đây nó chưa vào thôi. Chúng ta sẽ control lock cái red ra xem nhé. Ra cái gì đã? Không biết là ra cái gì nhé. Tùm lum nữa. Rỗng rồi, rỗng rồi. Ra rỗng là có vấn đề. Chúng ta phải xem lại cái câu lệnh đây. If not empty, đó là post của name. Insert into category name. Thầy sẽ exposition and code. Đây. Exposition and code của đó là post. Test đủ kiểu các em cho đai đây luôn này, phải chạy này. Thầy xem nó có chạy qua chỗ này không để nó vào đây không, đúng không ạ? Có qua đây không? Nếu như qua được chỗ này thì nó vào đây và nó đưa cái này ra, còn không thì thôi. Và nó chưa vào đây được các em nhé, chưa vào đây được này. Chứng tỏ nó là post này chưa vô đây được. Xem lại nhá. Đây trông trên con đai đây này, lại xem lại lần nữa. Rỗng rồi, rỗng rồi, mới tại sao rỗng rồi. http.post url add scope.cat. Tại sao rỗng rồi? Đặt red không thôi thế nào, nào? Data sao nôn nha. Method thì post được này. Transform request URL đúng này. Data mảng rỗng này. Ở hay nha. Xem trên config nha. Config thì config có data object đây này. Trong config có data object này. Name này, parent này, có này. Config thì có. À không. Cái dữ liệu mà mình truyền lên thì có này, truyền lên thì có này. Rồi rồi, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này. Cái form đó các em, đây application www cái này này. Cái này, cái này, cái này, thiếu một cái nữa. Thiếu một cái để cho nó nhận được cái dữ liệu post ở trên á. Bởi vì cái head mình chuyển theo đang theo hướng là JSON các em. Accept JSON thì mình phải chuyển thành cái gì nhỉ, cái form á thì mới nó nhận được. Rồi để xem nhá. Ok. Để thầy xem cái thuộc tính thầy. Đây, thầy thử thêm cái đoạn này vào đây này. Thầy sẽ khá vào một cái config ở đây này. Trên đầu đi. Đang làm chả dùng đây. Config. Bằng đối tượng này. Đầu tiên là header. Hai chấm. Và một đối tượng con nữa. Con tình. Tiếp. Hai chấm. Đóng này. Ok. Thầy thử đưa này vào phía sau data này xem sau cái cat này có config này.
ba tham số, tham số URL, tham số dữ liệu, tham số config. Config thì thêm cái này cho nó đúng không? Test lại nào. Nhận không? À rồi, ok, nhận được rồi các em này. Đấy. Đó có một thêm một cái đấy thôi. À đâu cũng chưa chắc. À đây data, đây data object đây đúng không? Ồ cái này nó gửi cái này bên kia cũng nhận được không, để xem nào. Bên kia nhận được không? Bên PayPal cũng nhận được không? Nó gửi kiểu đấy. Rồi thử nha, vào đây. Rồi. Có nhận được không chứ, nguy hiểm. Bây giờ có thoát qua được cái chỗ đấy không? À đây rồi, vào đây rồi. Vẫn qua được, vẫn qua được nhá. Vẫn qua được. Nhưng bây giờ data là NN kinh chưa? Data là chém N này. Trong con qua được hả? Qua được đây, bởi vì nó vào đây nó kiểm tra này chỗ này này. Đúng. Thì nó qua được rồi mới in cái này ra chứ. Qua được thì bên kia nó mất ra ra được. À không, từ từ. Thầy thử echo dollar name ra xem, đó là post của name xem. Bắt thôi, con này bắt thôi. Xem ra cái name không, name là ABCD này, gì đó này. 1. Rồi. Trong cái data đó vẫn không có, vẫn chéo n là sai rồi. Vậy thì chắc là phải thêm cả cái này các bạn này. Ui dồi ôi. Param object query name value full name. Ui dồi ôi. Chết à. Xem cái transform request này này, cái này quan trọng này. Ok, thêm cái này đi. Transform request bằng cái function add, function data rồi. Thầy sẽ cho cái này vào. Chỗ này đi, copy sang. Trong config này có thêm một cái transform request nữa. Rồi, đây. Cái này hai chấm function. Mảng à, chắc không cần mảng đâu nhỉ. Thử lần nữa nào. Rồi. View param ở đâu? Param param data. À khổ, nó phải thêm cái hàm này. Cái hàm này của mình làm gì có đâu. Được rồi, thầy sẽ tìm cái này. Transform request đi. Angular transform request. Stack overflow. Cái thêm mới này nó hơi rắc rối, nên là lúc cấu hình ban đầu á, mình phải cấu hình được cơ. Xong rồi sau có thể dùng thôi. Transform request. Rồi đây là câu trả lời, không ai đánh dấu cả. Chúng ta Angular HTTP API không có. Cũng không thấy ai nói về cái này. Thầy nghi là đây này. Xem nhá. Nó biến cái chuỗi kia thành cái chuỗi data thôi mà. Transform request.
data header, header content time lên cái sản phẩm này giống của mình này, asset này, for x này, asset put Clinton join, chắc là cái này đây, đây chỗ này game này, ok copy đoạn này vào. Cái đối tượng á, cái đối tượng bên 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 này á, bên này này, đây cái này đúng cái đối tượng này của mình này, đây header này thì mình có rồi đây này, đúng không, bỏ bỏ ngoài đi. Đây đúng không, rồi mình thử như của họ đi. Content type này, password này, return join này, chắc được rồi. Vẫn config vẫn giữ nguyên nhá, vẫn giữ nguyên đấy. Rồi. Thử lần nữa nào. Chỗ này nó hơi rắc rối nha. Thời xưa thầy làm cái Angular bản cũ chỗ này nó không có chặt chẽ lắm, cái bản mới này nó kinh dị. Vẫn là chéo n này, điên nhỉ. Chấm n chấm n nhỉ, nó phải trào hả, data nhá, chọn data luôn này. Nó cứ chấm n chấm n, ví dụ thầy điền đây là SSS này thì nó phải đưa ra cái đó cơ, không ra gì này chưa, vấn đề không ra gì này. Chán nhỉ. Rồi các em chờ thầy tí, thầy tìm nó. Vậy thì chỗ này chúng ta phải như thế này thôi, header như này nhá, sau đó phẩy cả đây đối tượng ngoài cùng này, config này, header này, transform request này, quan trọng là cái này này, cái này nó chuyển cái data json của mình á thành cái chuỗi, bởi vì gửi post theo dạng ajax này nó chỉ được chuỗi thôi, chuyển với chuỗi bằng cái gì đó bằng bằng chấm chấm bằng đó nha, thì sang bên này nó mới tách ra, PHP nó mới hiểu nó tách ra cái này được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy nó này, thầy thử return cả cái dữ liệu về xem nào, lập post về xem lấy hết không, ok lấy hết nó vào được nhé. Rồi nhập tùm lum, rồi đó là 1 2 tích, rồi lấy rồi đấy các em, đó data này chuẩn rồi nha. Sau collect xong thì nó sẽ lưu vào thôi, lưu vào bình thường thôi. Rồi. Ok, tiếp tục. Danh mục mới. Thứ tự 12. Ok, thấy chưa? Đây danh mục mới vào luôn bên này này. Thấy chưa? Vào đây, thông báo đây này này. Đó. Thì mời danh mục thành công. Đấy. Thứ tự là 12 và đây là 9 ạ. Thứ tự mà số thứ tự khác em, đó là ID của nó em. Rồi đấy là thêm sửa, bây giờ sửa nữa các bạn, sửa nữa nhá, thầy làm cái sửa luôn này. Sửa thì các bạn có thể làm như thế này, có nghĩa là duplicate bên này nhá, thì nó ra thông tin ở bên input này luôn, được không, được không, hoặc là các em duplicate nó hiển thị cái form bay lên, sau đó sửa thông tin lên cái form đấy cũng được, hai cách nhá. Thì có thể chúng ta sẽ duplicate để nó sửa các em, duplicate nó sửa, nhưng mà duplicate cùng cái form này thì hơi rắc rối đó. Ok thế này đi, thầy sẽ tạo ra hai cái nút các bạn, chỗ này mình mẹo một tí thôi, mình muốn dùng một form thì mình phải mẹo một tí, hai cái nút, một nút là update và một nút là lưu, nút là lưu lại này, còn một nút là nút update này, đó update này, cập nhật đó. Vấn đề là khi nào thì hiển thị cái cập nhật, mà khi nào thì hiển thị cái gì ạ, cái lưu, cái này này các em này, đây là gì ạ, update get này, rồi thì khi bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc nhiệm vụ là khi nào thì chúng ta hiện lúc này, khi nào hiện lúc này, thì ban đầu các bạn này, các em nhìn này, ngay Angular nó khai báo một cái biến là
scope đúng không? Đang do mình mà chấm edit bằng for được chưa? Mặc định cái này bằng for này. Ok chưa? Cat này, cat edit bằng for. Vậy thì bên này mình sẽ hiển thị cái form đó khi nào thì for, khi nào true mình thấy rồi. Mình chỉ cần lúc này các em này. Chúng ta là ng show đúng không ạ? Ng show. Đây, ng show. Khi cái này gì ạ? Bằng gì? Bằng true. Đây là lưu lại mà. Ừ. Sau là nó true, nó for, nó lưu đó, nó hiện đó. True nó hiện đó. Còn đây là gì? Khác true đi, được chưa? Hiểu không? Còn ng show này, khi cái này bằng true này, được chưa? Thì bắt đầu bằng for nó không có hiện. Hiểu không? Bắt đầu for nó không hiện ở đây này. Đó, nó ẩn cái thằng kia đi rồi. Ban đầu nó hiện thị này thôi cho mình thêm mới nha. Sau khi click lên đây, mình thì cho thằng này bằng true, được chưa? Duplicate lên đây này. Rồi, vậy trên cái tr này thầy dùng cái ng dbl click sẽ bằng gọi là show update, ví dụ thế đi, thầy dùng cái hàm này show update, được chưa? Show update này thầy sẽ đưa cái cat vào đây, biến c vào đây. Rồi, như vậy cái hàm show update này nó sẽ lấy được thông tin của biến c scope này chấm showbread bằng function, nó nhận về cái biến sketch ở đây các em, biến category của mình á. Chúng ta sẽ trước hết chúng ta sẽ cho này bằng true này để cho nó ẩn cái nút kia đi này, nút cập nhật, và nó hiển thị cái nút gì ạ? Nút update. Các em nhìn này, duplicate này nhá, thấy chưa? Cập nhật nó lên này, còn nút kia gì nó ẩn đi, hiểu không? Chúng ta phải thay đổi cái màu cho nó khác để nhìn cho nó trực quan tí nữa nè. Ví dụ đây là thành primary à. Đâu nhỉ? Thứ tự này, nút đây này. Rồi, button success đi. Rồi ban đầu thế này, đó, bây giờ kích đúp click này. Đấy, thành cập nhật được chưa? Thành nút cập nhật. Sau rồi, chúng ta hiển thị cái dữ liệu ngay trên này được không? Trên này này. Thì làm thế nào đây? Các em nhìn cái biến tiền tố là cat đây các em này. Thì bây giờ đó, chúng ta chỉ cần gán cái scope chấm cat bằng cái dollar cat mình truyền sang đây các em này, là nó lấy toàn bộ dữ liệu nhá, được đưa lên form. Nó tiện lợi vậy đó. Đây, các em nhìn này, duplicate. Thấy chưa, danh mục mới cái thứ, rồi ẩn hiện đây, nằm lên hết chưa? Thì thấy chưa? Đó, thôi thay duplicate thằng woman này. Đó, woman này, đó, thấy chưa? Woman là hiện này, không này, được chưa? Rồi, đấy, rất là nhanh, rất là tiện nha, tiện vô cùng đó. Angular nó hay vậy đó, không phải reload nhiều cái data, cái dữ liệu của mình. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta bắt sự kiện cho nút cập nhật và cập nhật lại dữ liệu theo cái ID nha, theo ID, chưa? Thì các bạn nhớ này, dữ liệu lên đây á là chẳng qua để cho mình nhìn lại thôi đúng không? Chứ còn người ta ghi lại bắt đầu mới tính tiếp. Rồi. Vậy thì chúng ta phải viết một cái gọi là category update các bạn. Rồi, category update giống y đúc cái category gì ạ? App này này, giống y đúc luôn. Chỉ có điều là thay lệnh vậy thôi nhá, thay lệnh vậy thôi. Rồi. Category update. Update này. App thôi cho nhanh cũng được nữa. Update đi cho rõ ràng. Rồi. Cái đống này vẫn nguyên nhá, chỉ thay lệnh đấy các em này. Gì ạ? Update gì ạ? Category đúng không? Set các em, bây giờ không phải này nữa mà set các em. Set name bằng dollar name. Phải ordering bằng ordering. Phải chúng ta nên để nháy hết đi cho chắc ăn, lỡ người ta có điền cái gì đó. Phải parent bằng parent. Phải status bằng status. Rồi xong, giờ mình thay là cập nhật danh mục này.
Rồi. Như vậy là mình đã có được cái file rồi đó. Bây giờ mình cái nhiệm vụ tiếp theo các em. Chúng ta phải lấy cái dollar get của ID nữa các bạn. Get ID. Nhà dollar get ID nữa. Như vậy là mình vừa truyền cái dữ liệu à, lấy post luôn được các em. Bởi vì nó gửi trên post rồi. Đây này. Dollar ID này. Bằng dollar post của ID luôn được nữa. Tại vì sao? Thầy sẽ echo này ra cho em thấy này. À, echo JSON encode nhé. Của dollar post. Bởi vì câu lệnh này các bạn này, các em để ý câu lệnh update là mình phải có cái where đúng không em? Phải không? Where ID bằng gì ạ? Dollar ID này này, phải có cái này các em này. Nếu không nó update cho toàn bộ đúng không ạ? Toàn bộ cái dữ liệu trong cái bảng đấy, không có where này là thế đúng không? Mình phải where này. Cho nên mình phải có ID này các em này. Thế bây giờ chúng ta kiểm tra đọc cái JSON encode post này có ID không nhá. Rồi bằng cách đó thì ngoài cái này thầy sẽ gọi lại đúng cái chỗ này các em này. Edit luôn nhá. Ý đúc luôn. Chỗ dưới này cạnh viên. Rồi. Nhưng mà đây là sẽ là update. After cũng được nữa. Đây là update các em. Dữ liệu của thầy bây giờ vẫn là get, vẫn là config. Đúng ý đúc vậy luôn các em ạ. Giống ý đúc như vậy luôn. Không có sai. Rồi. Thầy sẽ control lock cái data này ra. Đúng có ID trong này luôn nhá. Này bắt đầu nhìn này. Canonic E lên. Chúng ta kích đúc rồi. Ý, bị gì rồi? À quên. Cái chỗ này các em. Sorry các em. Cái chỗ mà này các em này, cái chỗ này này. Cái chỗ mà update không phải chỗ này đâu, chỗ này chỉ sâu thôi. Cái update của mình á ở đâu cái chỗ danh sách đâu nhỉ? Ở đây. Bắt sự kiện là chỗ này cơ, đây này, chỗ button đâu nhỉ? Đây. Update get chứ không phải là gì ấy, chứ không phải là ấy nhá. Cái này. Ok chưa? Rồi. Thầy viết cái hàm này mới đúng này. Scope này. Hàm này thì nó lấy cái này, đúng cái chỗ này luôn. Rồi. Okay. Scope get này vẫn tồn tại vì trên này nó vừa duplicate xong các em nhá. Nó vừa duplicate cái file này xong này, cho nên scope get này vẫn tồn tại này, đây này, được chưa? Không biết có chạy ra đằng ngoài này không. Thầy chưa biết nữa. Bây giờ test xem được không. Rồi. À nhưng mà chỗ này là update. Up rồi. Okay. Control này đi. Duplicate. Rồi ra đây rồi. Bây giờ cập nhật này. À có vẫn lấy được kem. Vẫn lấy được này. Đây nhá. Đây này. Được chưa. Vẫn lấy được. Rồi vẫn lấy được. Bây giờ mình thử sửa dữ liệu xem có thay đổi không nhá. Sửa dữ liệu này. Duplicate men rồi gì men 1 2 3 4 5 xem có thay đổi không. Có thấy chưa, có đây này, được không, có thay đổi này, được chưa. Vậy thì bây giờ đó chúng ta biết rằng nó có ID rồi, nó có name, một thứ thay đổi rồi, mình bên này mình thả này ra là nó chạy nha, thả này ra thôi. Ok thế là xong rồi. Thì chỗ này mình vẫn thế rồi. Rồi bắt đầu này. Duplicate cái danh mục, thêm danh mục mới này, thầy sửa thành là áo mưa không che. Rồi áo mưa không che mới vui chứ, áo mưa che nó làm gì nữa. Hiện này rồi, cập nhật đó, thấy chưa, thòng thành công áo mưa không che luôn này. Dạ yeah. Ra luôn đây này. Yeah. Bây giờ có refresh thì đương nhiên nó lưu trong database rồi, nó vẫn nguyên vậy thôi, hiểu không. Đấy em thấy chưa, không loát lại trang không gì hết á. Nó làm rất là hay các em. Được cái là gì, nó hơi dài code thôi, nếu chức năng hơi nhiều thì các em phải viết nhiều file vào. Được chưa? File vào. Rồi. Thì cái này đó thì các bạn có thể nghiên cứu để mà sau này mình ứng dụng thôi, chứ còn mà bây giờ ứng dụng cái này thì có thể một số cái mình ứng dụng thôi chứ đừng ứng dụng hết nhá. Ví dụ như cái đơn giản như là danh mục này, hay là sau này mình làm cái giỏ hàng đó, thêm sửa xóa trong cái giỏ hàng mình làm cái này được, được chưa? Chứ còn mà dùng cho tất cả cái dữ liệu phức tạp nữa thì hơi hơi căng nhỉ. Ok. Đấy là cái vấn đề.